Chào các bạn trở lại. Làm thế nào để vượng khí bản thân và ngôi nhà mình đang sinh sống? Khải Toàn sẽ hướng dẫn vài phương pháp sau. Thế nào là mệnh tài lộc? Thuật số bát tự tứ trụ hay tử vi có thể thấy được mệnh tài lộc của một lá số. Có chính tài hay không, tài khố như thế nào, đại vận có tài phú hay không? Vậy, vì sao mệnh có tài lộc? Vì sao vận khí một ngôi nhà suy hay vượng? Làm thế nào giúp qua năm có vận khí tốt cho ngôi nhà và cho bản thân tốt hơn? Trong series này, Khải Toàn sẽ hướng dẫn vài phương pháp. Tuy nhiên, chính bản thân mỗi người phải tin nhân quả. Tin mình, tin người, tin lý, tin sự, tin nhân, tin quả. Phải hạ công phu tu tập, làm lành tránh ác. Chỉ có điều đó mới có thể thay đổi vận hạn, thay đổi số mệnh vốn có sẵn từ đời trước. Ngược lại, không tu sửa, không làm lành, không gì có thể thay đổi được. Phong thủy hay cầu thần chỉ là những phương tiện tạm thời bên ngoài. 2024 là năm đặc biệt. Con rồng là biểu tượng của quyền uy, sự uyển chuyển. 2024 còn là năm chuyển vận của thế giới, bước vào 20 năm của vận chính, tức là cửu vận. Làm thế nào đón vận khí mới tốt lành, cho tài lộc hanh thông, gia đạo an ổn? Trong chuyện nhà cửa, hãy thanh tẩy toàn bộ ngôi nhà, giặt mền gối, rèm, những gì về vải vóc, giặt cả ghế song tinh dầu, đốt nến trong cuộc cháy thơm, dọn hoặc bỏ tất cả những đồ vật không dùng lâu ngày. Đó là tạp vật để lâu không dùng quả là không tốt. Một ngôi nhà để lâu không dọn khác nào một thân thể để lâu không tắm rửa. Tạp vật không dùng để lâu ngày phát sinh khí khuẩn. Một ngôi nhà như thế làm sao có sinh khí, làm sao được vượng khí? Bước đầu tiên là giúp cho ngôi nhà sạch sẽ thơm mát, không mùi ẩm mốc và có đủ ánh sáng. Vào năm 2024 Giáp Thìn, tại phương vị Tây Nam trong ngôi nhà nên có một bức tranh hoặc một vật màu đỏ. Thảm đỏ, nến đỏ, hoa đỏ, bức tranh hoa hướng dương, hoa mặt trời. Trong nhà sẽ có tin vui năm này. Trên là những phần cơ bản để một ngôi nhà vượng khí, đón năm mới vận mới hanh thông. Còn về tâm thân thì sao? Để thay đổi tâm thân đón vận khí hưng vượng vào năm mới và vận chính mới, không gì bằng xả bỏ hết những oán giận cũ, xả bỏ những tiêu cực, những buồn phiền, những phiền não. Dân gian hay nói xui ơi hãy xa ta ra. Vậy cái xui xẻo này từ đâu mà có? Tất cả từ nghiệp quả. Nghiệp nhân thì có nghiệp quả. Từ những oán giận mang trong lòng, từ ý niệm tiêu cực, từ phiền não trong tâm. Những tập khí ấy luôn tìm từ trường tương ưng. Từ trường suy khí sẽ tìm đến nhau. Bạn chưa xả bỏ những nghiệp không tốt, không thể nào đón khí trường hưng vượng. Vì không cùng tần số với nhau, làm sao gặp được thiện tri thức và quý nhân giúp đỡ? Hãy xả bỏ hết những oán giận, thành tâm sám hối, tu sửa ba nghiệp thân, miệng, ý, vận khí sẽ chuyển biến theo. Chúng ta luôn cần tắm rửa, đó là rửa thân, làm thân sạch thôi, không phải rửa tâm. Thanh tẩy thân tâm đón vận khí tốt vào năm mới vận mới, trước là xả bỏ tâm tánh tiêu cực, sau là thu nạp những đồ vật hợp với mệnh khuyết. Giả dụ đa phần người sinh mùa xuân nên đeo trang sức vàng bạc, dùng màu trắng xám là chính, thân dậu là quý nhân. Người sinh mùa hè nên đeo vàng bạc đá quý màu xanh dương hoặc màu đen, màu sắc cũng như thế, Tý hợi thìn là quý nhân. Hoặc người sinh mùa thu nên đeo vòng gỗ trầm, dùng nhiều đồ gỗ màu xanh lá, dần mão là quý nhân. Cuối cùng người sinh mùa đông nên dùng màu ấm như đỏ tím cam hồng, tỵ ngọ mùi là quý nhân. Thu nhiếp ba nghiệp thiện, có dùng thêm đồ vật hợp năng lượng còn gì bằng. Ngược lại, tâm còn động loạn,
không có phong thủy hay thần Phật nào có thể giúp được. Pháp sư Tịnh Không có dạy, việc thiện dù nhỏ vẫn phải dưỡng, việc ác dù nhỏ vẫn phải đoạn. Đó là cách giúp thân tâm ta vượng khí. Muốn năm mới có vận khí tốt, muốn ngôi nhà đón vận chính tốt, các bạn nên biết từ trường ảnh hưởng lớn nhất là tâm tánh hành vi của con người, không phải từ trường từ đồ vật. Dù bài trí đồ vật hợp phong thủy ngôi nhà có ảnh hưởng, nhưng không thể nào ảnh hưởng bằng tâm tánh của con người, tâm tánh hành vi của con người sống trong nhà như thế nào. Vì vậy, nói lời thô ác, ý nghĩ ác, hành động ác, từ trường hay tần số tương ưng là vận khí suy. Pháp sư Tịnh Không dạy, việc thiện dù nhỏ vẫn phải dưỡng, việc ác dù nhỏ vẫn phải lìa. Vì sao như thế? Người nghe và hiểu lý kinh thập thiện, biết được dù có khởi từ tâm ý ác vẫn là ác. Ý ác thì sinh ra hành động và lời nói ác. Nghĩ người khác bất thiện, dù chưa động thân, dù chưa phát ra khẩu, vẫn là điều ác, đó là tác ý. Nghĩ người khác không tốt, không chỉ sản sinh vận khí suy, còn tự làm chính mình, làm mình thêm suy hơn, vì không ai mang rác cất vào tâm mình cả. Vì vậy, muốn năm mới có vận khí tốt, muốn ngôi nhà đón vận chính tốt, đoạn hết ý nghĩ ác, lời nói ác, hành động ác. Mệnh có phước tiền bạc, sẽ thấy được trong sinh thần bát tự. Hay nói, hạt thóc, hạt gạo là do duyên tiền định. Cái phước duyên ấy, chính bản thân mỗi người định từ đời trước. Đời này khéo tu ba nghiệp thân miệng ý, có thể xoay chuyển phước trong mệnh. Không tu sửa, con người sẽ sống đúng với số mệnh vốn đã định. Vì con người chúng ta bị âm dương chi phối, bị nghiệp lực kềm lại, bị ma chướng ngăn che, bị oan gia trái chủ chờ cơ hội hồi báo. Tu sửa ba nghiệp, việc thiện dù nhỏ vẫn phải dưỡng, việc ác dù nhỏ vẫn phải lìa. Có như thế thì năm nào cũng vượng khí, sống trong ngôi nhà nào cũng hưng vượng. Hẳn chư vị luôn mong muốn năm mới có vận khí tốt hơn, mỗi năm đều muốn tốt hơn, mong muốn ngôi nhà chúng ta thêm sinh khí. Vậy làm thế nào? Bước đầu tiên, mỗi 3 đến 6 tháng thanh tẩy toàn bộ ngôi nhà, dọn dẹp sạch sẽ để không có mùi ẩm mốc. Ánh sáng trong nhà vừa đủ là bước đầu. Vì ánh sáng đủ và sạch sẽ là điều kiện cần để một ngôi nhà có phong thủy tốt. Tiếp theo, ngày ngày thanh tẩy ba nghiệp thân, miệng, ý, không nói lời thô ác, không có ý nghĩ ác, không làm việc ác. Việc ác dù nhỏ vẫn phải đoạn. Muốn được như thế, chúng ta cần phương tiện, cần hành trì, cần nghe giảng kinh, sẽ giúp tâm thông đạt. Khi ấy hết nghi sanh tính, phát tâm nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt. Tâm tốt thì không thấy lỗi người, tâm tốt thì thu nhiếp thân khẩu, tâm tốt thì nhìn ai cũng là Phật Bồ Tát. Mài dũa cho tâm tốt, người nào gặp cũng là người tốt, năm nào cũng là năm tốt, nơi nào ta đến cũng có từ trường tốt. Thay đổi ngôi nhà của mình thành vượng khí, ứng với câu người phước ở đất phước người phước ở. Cuối cùng, để có vận khí hanh thông, từ trường ngôi nhà hưng vượng, không thể nào thiếu đề mục thờ phụng. Không chỉ mỗi cuối năm, chúng ta nên thường xuyên lau dọn bàn thờ, chăm sóc không gian thờ. Lau dọn và chăm sóc không gian thờ là chăm sóc tâm ta. Thờ phụng không cần quá cầu kỳ, nhưng nhất định phải cần trang nghiêm, cần chỉnh chu, cần tâm chí thành. Tùy điều kiện kinh tế và không gian, bàn thờ to hay nhỏ, tượng Phật lớn hay bé, pháp khí ra thế nào, tất thảy là hình tướng, tâm chân thành sẽ được gia hộ.
Chính vì điều kiện và kinh tế không gian mỗi người không như nhau, tùy duyên tùy hoàn cảnh trong việc thờ phụng. To thì làm theo to, nhỏ thì làm theo nhỏ, nhưng nhất định mỗi ngôi nhà nên có không gian thờ phụng. Vì có cúng mới ấm, hương khói trang nghiêm tạo nên ngôi nhà ấm cúng. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.